một vụ tin và sống. Xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện đức tin với tựa đề Đánh mất cơ hội. Văn phòng hiệu trưởng Đại học Harvard, một ngày cuối thế kỷ 19, một cặp vợ chồng rụt rè xin gặp hiệu trưởng. Cô thư ký nhìn vẻ quê mùa của hai người khách, chiếc quần sờn gấu của ông và bộ áo bình dân của bà trả lời. Hiệu trưởng rất bận, chỉ tiếp khách có hàng trước. Hai người khách nhất định xin được ở lại chờ vì có chuyện muốn nói. Xế chiều, ông hiệu trưởng Harvard xách cặp ra về thì hai ông bà xin được thưa chuyện vài phút. Ông bà nói rằng người con trai duy nhất của họ vốn ước ao được học tại Harvard đã mất lúc 16 tuổi vì bị bệnh, nên ông bà muốn dựng nên cái gì đó ở Harvard để tưởng nhớ đứa con. Vị hiệu trưởng lịch sự thông cảm nỗi đau buồn của hai vị khách nhưng thờ ơ. Nếu ai có tang cũng muốn xây bia mộ ở đây thì Harvard sẽ thành nghĩa trang sao? Chúng tôi đâu có muốn xây bia mộ, chúng tôi muốn xây tặng trường một giảng đường hay một nhà nội trú cho sinh viên để tưởng nhớ đứa con thôi. Nhìn họ trông dáng vẻ không có gì để gây ấn tượng, ông bà có biết xây một giảng đường tốn tới hàng trăm ngàn đô la chứ đâu phải ít tiền. Nghe câu đó, bà vợ ngước lên nhìn chồng rồi nhỏ nhẹ. Nếu chỉ cần thế là xây được giảng đường thì sao nhà mình không xây luôn cả trường đại học cho nó đàng hoàng. Hai ông bà ra về và chẳng bao lâu sau, Đại học Stanford ra đời, một đại học có trường sở trong số đẹp nhất nước Mỹ, và nơi đây cũng trở thành một trong ba đại học danh tiếng nhất của thế giới. Vị kia đã không biết mình vừa tiếp hai vợ chồng tỷ phú Stanford, vua xe lửa, sau này trở thành thống đốc California. Câu chuyện có thật về ông bà Leland và Jane Stanford bỏ tiền ra xây trường đại học này đã trở thành huyền thoại, với lời tri ân ông bà được khắc trên tường nơi sảnh chính của trường. Và nay chúng ta có đại học Stanford. Xa thoại Harvard bị lỡ mất cơ hội cũng là một chuyện truyền miệng được nhiều người kể lại, tựa như dòng dân gian vui vẻ, bởi bên Mỹ vẫn có nhiều chuyện hài hước về sự cạnh tranh giữa Stanford và Harvard. Bên Stanford thích chọc quê bên Harvard và ngược lại. Hiệu trưởng trường đại học Harvard đã đánh mất cơ hội do có cái nhìn đánh giá bề ngoài. Chú phán, ta không xét đoán như loài người xét đoán, vì loài người chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng Chúa nhìn thấy tấm lòng bên trong. Samuel nhất chương 16 câu 7. Thánh kinh suy gẫm, đừng quên tiếp đãi khách lạ, nhờ đó có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hebrews chương 13 câu 2. Chúa yêu thương bạn.